ấm lên toàn cầu, đàn ông tử vong nhiều hơn phụ nữ. Thưa quý vị, theo nhật san danh tiếng là Nature Medicine cho hay, thì các khoa học gia đã tìm thấy mối liên hệ giữa nguy cơ tử vong do chấn thương và cái sự tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu. Theo đó thì khi mà nghiên cứu những cái trường hợp tử vong do tai nạn ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ thường niên từ năm 1980 cho tới năm 2017, thì các khoa học gia phát hiện ra những cái trường hợp tử vong do chấn thương nó đã leo thang trong những cái tháng ấm hơn, đặc biệt là ở những tiểu bang miền Nam đông dân như là California, Texas và Florida. Cái nhiệt độ nóng hơn khiến cho đàn ông, họ nói rằng là đi bơi, chạy xe, uống rượu bia nhiều hơn, từ đó thì dẫn tới việc có nguy cơ tử vong cao hơn, do họ sẽ bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, theo những cái nghiên cứu cho biết. Một cái vị giáo sư là Mahi Ezzati thuộc trường đại học Imperial College London, và cũng là cái người mà nghiên cứu, thì ông đã cho biết rằng kết quả cho thấy việc biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn tới những cái giới trẻ. Ông nói rằng chúng ta cần phải phản ứng với những cái mối đe dọa đó và phải chuẩn bị tốt hơn những cái dịch vụ trong tình huống khẩn cấp, trợ giúp xã hội và cảnh báo về sức khỏe. Theo tóm tắt nghiên cứu của AFP thì hầu hết những cái trường hợp tử vong diễn ra ở đàn ông tuổi từ 15 tới 34, thưa quý vị, và họ sẽ tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông. Và cái phân tích dữ liệu của Trung tâm Quốc gia và đưa ra những cái thống kê về y tế của tổ chức này cho thấy thì có khoảng 4.1 triệu bé trai hoặc là đàn ông đó, thưa quý vị, sẽ chết vì chấn thương, so với con số là 1.8 triệu bé gái và phụ nữ. Cái nhiệt độ nóng hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ tử vong do đuối nước và tai nạn giao thông. Các cái tác giả thì họ cũng cho biết là hầu hết là sử dụng những cái mô hình thống kê để mà có thể dự đoán cái số người đã tử vong tăng lên của một năm trên cái cơ sở là nhiệt độ của địa cầu tăng từ 1.5 độ C hay là 2 độ C. Đây là cái số nhiệt cần phải giảm mà các quốc gia đã thuận ý sẽ hướng tới theo thỏa thuận mà khí hậu Paris ký năm 2015 đó, thưa quý vị. Theo đó thì cái mức độ tăng là 1.5 độ C so với cái thời kỳ tiền công nghiệp sẽ làm tăng thêm con số là 1.600 người sẽ tử vong thường niên. Và nếu tăng lên 2 độ C, cái nhiệt độ nền chung của địa cầu sẽ làm tăng số người tử vong là 2.100 người. Và theo các khoa học gia, cái sự khác biệt giữa mức tăng là 1.5 độ C và 2 độ C có thể kéo theo những cái hậu quả rất là khủng khiếp cho địa cầu của chúng ta. Nghiên cứu mới này thì được đăng tải trên nhật san là Earth System Dynamics, so sánh cái sự khác biệt giữa hai con số giữa 0.5 độ C là rất lớn. Và ở một số cái địa điểm khác, thưa quý vị, thì việc tăng 2 độ C thì sẽ tệ hơn rất nhiều lần so với mức tăng là 1.5 độ C. Theo các khoa học gia, ở khu vực Địa Trung Hải thì lượng nước ngọt có sẵn sẽ giảm mạnh ở cái mức là 17% khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 2 độ C. Còn ở mức là 1.5 độ C thì lượng nước ngọt sẽ giảm chỉ khoảng là 9%. So với những khu vực như là Tây Phi, Đông Nam Á, Trung Mỹ và Nam Mỹ, khi nhiệt độ tăng thêm 2 độ C thì sản lượng lúa và bắp sẽ giảm rất là mạnh mẽ. Ở mức 2 độ C, mức tăng 2 độ C thì mực nước biển dâng lên hơn 2 cm so với mức là 1.5 độ C. Và cũng theo các nhà khoa học, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1.5 độ C vào năm 2050, thưa quý vị, thì 90% những cái dạng san hô hiện nay trên khắp địa cầu sẽ giảm xuống còn có 70% và sẽ có nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi cái môi trường sinh thái của địa cầu. Thì quý vị cũng thấy là cái bản tin vừa rồi cũng đã nói tới cái việc là cái nhiệt độ ấm lên của địa cầu nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới môi sinh của nhân loại, tới rất nhiều những cái thủy sinh của sinh sống dưới mặt nước. Và đặc biệt đối với cái giới là đàn ông và đàn bà thì đàn ông sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ấm lên toàn cầu hơn nhiều lần so với phụ nữ.